mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của anh Minh Baker. Thì hôm nay ZX sẽ đem đến cho mọi người hai chiếc Sugar Edit 150. Rồi bây giờ mình vô vấn đề chính luôn ha. Cũng đã biết hai chiếc này là Sugar Edit bản sport 150. Thì hai chiếc này là của bên Minh, thì có người cọc rồi thì Vinh ít mượn ra đây để review cho mọi người coi thôi. Thì đây là dòng xe mà mạnh nhất với lại nhẹ nhất trong phân khúc 150 ha. 19 mã lực. Con gái như Vinh đi cũng dễ, này cũng đẹp mà dễ dắt nữa. Để Vinh ngồi lên cho mọi người coi. Đây nha, nhẹ nhàng lắm. Chống chân lên không có gì khó khăn luôn. Này ZX 1m63 nha, không cần nhón luôn. Này, nhẹ nhàng lắm. Với những bạn mà có chiều cao từ 1m6 trở xuống thì ngồi con này là hợp lý luôn. Và nhất là những bạn biker nữ mới tập chơi đồ chạy con này là hợp lý nhất. Về cái phần mà tiêu hao nhiên liệu, bảo trì bảo dưỡng thì cũng dễ thôi. Dung tích nhất là 1.3 lít, còn tiêu hao xăng là tầm 40 cây trên lít. Thì nó hơi hao hơn R15V3 một chút xíu. Bây giờ thì ZX sẽ giới thiệu cho các bạn hai chiếc Edit bên anh Minh Baker nha. Chiếc này là ZX nè, chỉ lên mỗi cái kính chắn gió thôi, còn là ZX hết. Còn chiếc bên này là lên rất là nhiều đồ chơi luôn, quá trời luôn. Thì chiếc này á, thì đây là đầu đèn mà độ xu 1000, thì xu 1000 nha, rồi có thêm miếng nhựa ở đây nè, xong rồi kính chắn gió nè. Với lại đây là có hai cây phục, mà muốn gắn hai cây phục này vô là phải thay nguyên bộ ghi đông luôn á, chứ không có gắn riêng vô vậy được, không có cắn vô được mà phải thay luôn nguyên cái ghi đông này. Thế là mọi người lưu ý nha, đây là đầu đèn zin nha mọi người. Nó là cái này nè, chỉ là đắp thêm nhựa dưới này thôi, chứ không phải là mua đầu khác gắn vô nha mọi người. Thì cái xe này có độ một cái bộ chống đổ rất là chắc chắn nha mọi người. Nó không có giống như chống đổ bình thường, nó hơi công phu hơn xíu. Là gắn chống đổ đây nhưng mà nó có bắt một miếng sắt, một miếng sắt ngang sườn này nè. Nên khi mà mọi người té á, thì nó sẽ chịu lực ở giữa, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái sườn mà nó móp miếng sắt thôi, nó không ảnh hưởng tới cái sườn của xe. Ở đây là mình cũng có độ một cái ốp bình xăng nha mọi người, nhìn cho nó to, cho nó lực hơn. Đây là bình xăng, ốp bình xăng độ nè, còn đây là ốp bình xăng zin nè, thì nó nhỏ hơn. Còn bên đây là cây bô zin, cây bô zin bên đây nha. Bên đây là bô độ nha mọi người. Đây nè, bên đây là cây bô độ. Để lên cho mọi người nghe tiếng máy nha. Đây là con này nó có smart key rất là tiện luôn nha mọi người, rất là xịn sò luôn. Nhưng mà nó có cái chìa khóa này mọi người đừng có làm mất nha. Mỗi lần mất cái chìa khóa này là 2,5 triệu luôn á. Đó. Đó. Rồi đề nha. Bên có tem bên hông. Xe su là có báo số nha mọi người, thích hợp cho các bạn mới tập chạy. À với lại Zinix cũng có để ý là chiếc này á, bên này thì đen thui à, còn bên kia có tem. Là do chủ trước á, là người ta dán đề can chùm á, xong rồi anh Minh đánh lột ra hết rồi cái bên này nó bị chóc, thế là bên này đen thui à, còn bên này thì có tem. Con này được lên vỏ trước sau mang chi lên luôn nha mọi người, đi rất là bám đường luôn á. Thì sau khi mà Zinix có dịp trải nghiệm hai con xe này á, xe này thì cũng có cảm nhận là xe chạy hơi chồm hơi mỏi tay nha. Với lại cái yên này chở người phía sau thì người ta cũng không có thoải mái cho lắm nữa, nhưng mà nó mạnh đấy, nó rất là mạnh luôn, chạy rất là sướng. Nhưng mà giá của con xe hiện tại này nó rất là rẻ luôn. Thì như con phía sau nè, đồ chơi quá trời luôn á, mà Minh nên bán có 5 mấy triệu à,
Còn chiếc này 40 mấy triệu, nhưng mà hai chiếc này là có người cọc hết rồi đó, nên là các bạn cũng không có lựa được, cũng hơi tiếc. Cảm ơn mọi người đã xem clip này nha, và hy vọng mọi người ủng hộ Sinh Tiết nhiều hơn nữa bằng cách comment vào video của anh Minh để sẽ có dịp xuất hiện nhiều hơn nữa trên kênh nha. Cảm ơn mọi người, và bây giờ Unix đem xe trả lại cho anh Minh đây. Bye bye, hẹn gặp lại. Thì bây giờ mình phỏng vấn người thật thì thật luôn nha mọi người. Thì đây là một bạn tất nhiên là đã chạy thử dòng xe rồi, thì theo em á là chiếc xe này nó có những cái ưu điểm gì và em có ý kiến thế nào về nó thì em cứ nói. Nói chung là xe này á, nó giống kiểu là từ đây thôi nha, cảm nhận thôi nha, là thấy nó thích con này hơn R15. Với lại nói chung là con này thì độ đẹp nhìn nó hoàn hảo từ đầu tới đuôi luôn, kể cả bình xăng luôn. Còn cảm giác chạy thì lúc như thế nào? Cảm giác chạy hả? Cảm thấy thoải mái lắm. Nói chung là đi xa thì cũng bình thường. Đây là đây mùa dịch nha mọi người, nên là khi mà mình nói chuyện với từ một hai người trở lên là mình phải đeo khẩu trang. Nãy là Unix nói một chỉ nói chuyện một mình với cái máy quay là Unix không có cần đeo khẩu trang. Ok, cảm ơn em vì những chia sẻ này. Mà xe mạnh không? Xe mạnh lắm luôn á. Đúng rồi. Mình kéo một xíu là lên trăm mấy, 100 mấy rồi. Còn gì chia sẻ nữa không? Nói chung là nhiều thứ lắm mà không biết nói kìa. Đúng rồi. Hai chiếc này em thích chiếc nào hơn? Nói chung về hai chiếc này hả? Em thì chắc chắn là thích chiếc này hơn rồi. Tại độ hơn. Đúng rồi. Điều đầu tiên là em thích cặp phuộc này. Cái bộ ghi đông nó đẹp. Mình ngồi trên yên xe mình nhìn thấy nó đẹp, đẹp mắt lắm. Đấy. Nhưng mà có một điều ở đây này em không thích cho lắm này. Nói chung là tùy vào mắt em thôi. Chứ có nhiều người ta vẫn thích đó là cái này. Ví dụ mà đây là xe em thì em sẽ bỏ cái này đi. Đúng rồi. Tại vì sao? Con mắt thẩm mỹ em nó khác. Đúng rồi. Trời mưa là chị phải chịu lên chị. Trời mưa là phải chịu luôn. Thật ra trời mưa chạy mô tô ngoài đường là mình phải chịu rồi. Đúng rồi. Cỡ nào nó cũng văng thôi. Rồi còn cái yên sau này em có từng ngồi sau chiếc này chưa? Em cũng từng ngồi sau chiếc này rồi. Em thấy thì nó cũng không tới nỗi là phải mỏi lắm. Nó nhỏ ha, cái yên sau nhỏ ha. Đúng rồi, yên sau nó nhỏ nhưng mà do cái khoảng cách từ yên này tới bình xăng nó gần. Cho nên mình đi cũng không mỏi cho lắm. Cho nó gần là mình chống gần. Cho nên nó cũng được. Đó là những chia sẻ của bạn này về con xe GSX 150 giờ phiên bản sự vật nha mọi người.